tầm nhìn vĩ mô, tư duy tinh tế, chất lượng vượt trội, sáng tạo ưu việt. Golden Asia sẽ nỗ lực hết sức, cống hiến tiềm năng vô hạn cho ngành công nghiệp tự động hóa. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Golden Asia. Giới thiệu công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Golden Asia được thành lập vào năm 1999, chuyên sản xuất vỏ xi lanh, ti xi lanh và thanh trượt dẫn hướng sử dụng cho ngành máy móc tự động hóa. Sản phẩm có phạm vi ứng dụng rộng rãi, bao gồm các loại xe cộ, máy móc xây dựng, máy móc nông nghiệp, thiết bị khai thác mỏ, giàn khoan dầu và bàn nâng. Với phương châm kinh doanh kiểm soát gắt gao chất lượng, đổi mới công tác R&D, hài hòa giữa chủ sử dụng với người lao động, khách hàng là trên hết, liên tục sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, với tinh thần không ngừng cải thiện, giúp Golden Asia trở thành danh từ tượng trưng cho sự bảo đảm chất lượng của ngành công nghiệp tự động hóa. Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, có 4 nhà máy tại Đài Loan và Trung Quốc, thị trường trải rộng tại hơn 50 quốc gia khắp toàn cầu và giành được sự tin cậy của nhiều nhà sản xuất lớn trên thế giới. Quy trình sản xuất. Để nâng cao chất lượng cho sản phẩm ti xi lanh và vỏ xi lanh, công ty đã giành được chứng nhận ISO 9001 về quản lý chất lượng và chứng nhận ISO 14001 về quản lý môi trường, đưa vào thiết bị mới nhất, áp dụng phương thức khép kín từ khâu nhập nguyên liệu cho đến khâu xuất hàng, đều được phụ trách bởi đội ngũ quản lý của Golden Asia dày dặn kinh nghiệm và được đào tạo bài bản, kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng sản phẩm. Với kỹ thuật ưu việt, đường dây hoạt động trơn tru và các hệ thống được áp dụng toàn xưởng, gồm hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP, hệ thống quản lý tiến độ sản xuất SFT, để tích hợp toàn bộ các nguồn lực hiện có, nắm bắt chuẩn xác từng khâu sản xuất, phát huy tối ưu thực lực về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, giúp khách hàng có được sản phẩm tốt nhất trong thời gian ngắn nhất. Ưu tiên hàng đầu cho chất lượng. Sản xuất ổn định, chất lượng hàng đầu là chính sách về chất lượng của công ty, duy trì chất lượng cao, giảm thiểu tối đa tỷ lệ hàng lỗi, đảm bảo tính năng của sản phẩm, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng. Ngoài quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt, sản phẩm của công ty chúng tôi còn được thông qua các hạng mục kiểm tra về cấm sử dụng PFOS, PFOA theo quy định của Liên minh châu Âu, hạng mục kiểm tra theo tiêu chuẩn ROSS quốc tế. Golden Asia sử dụng ống giấy có đường sọc trắng và đỏ để đăng ký thương hiệu, thể hiện quyết tâm kiên quyết đạt tới chất lượng cao nhất. Thái độ vô cùng nghiêm túc như vậy đối với sản phẩm đã khiến nhà sản xuất lớn nổi tiếng của Nhật Bản công khai giới thiệu Golden Asia với toàn cầu. Cũng nhờ thành tích xuất khẩu vượt trội giúp công ty chúng tôi đạt giải thưởng Rising Star lần thứ 12 của Bộ Kinh tế Đài Loan. Vì hình ảnh doanh nghiệp giành được sự công nhận của chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và CEO công ty chúng tôi đã nhận được giải thưởng Tấm gương khởi nghiệp và Hỗ trợ khởi nghiệp để cổ vũ khuyến khích Golden Asia trở thành hình mẫu cho các doanh nghiệp khác noi theo. Triển vọng tương lai. Với một bộ máy kiện toàn và đội ngũ quản lý vững mạnh, đã giúp công ty chúng tôi giành được sự khẳng định của các nhà sản xuất lớn tại khu vực Âu Mỹ và Nhật Bản. Trong tương lai, với phương châm kinh doanh uy tín, chuyên nghiệp và cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ mạnh dạn mở ra cục diện mới hướng tới mục tiêu đứng thứ nhất châu Á và đứng thứ ba toàn thế giới, giống như hình ảnh logo của công ty chúng tôi lấy chiếc ống thép làm trục chính, dang rộng hai tay ôm lấy quả địa cầu, phục vụ toàn thế giới.